Trần Thi rất vui được gặp lại quý thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại Minh Hoàng. Ngày hôm nay thì Minh Hoàng sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Quả báo nhãn tiền. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho các tác giả của chúng ta. Vé số đây. Ê nhóc, ra đây tao bảo. Dạ, chú mua vé số à? Không, số với má cái gì? Tao mượn xem chút thôi. Xem là xem gì ạ? Hay, tao bảo mày đưa xem thì mày cứ đưa đi. Trông tao thế này mà lại đi giật vé số của mày hay sao? Đứa bé nghe những lời này có vẻ bán tính bán nghi lắm, nhưng rồi nó cũng chìa xấp vé số ra. Người đàn ông cầm lấy xấp vé, hai mắt nhắm nghiền rồi rút ở khoảng giữa ra một tờ. Chà, 79 cuối à? Số đẹp thế này có nên chơi không nhỉ? Ôi dào ôi, mày chơi tới cái bài bốc số này luôn đó hả? Giọng người đàn ông ngồi kế bên khiến cho anh ta lắc đầu. Thua tha cả tuần hai rồi, giờ phải xả xui thôi. Ê nhóc, trả cho mày này, cho thêm 10.000 được chưa? Sao chú không lấy tờ vé số này luôn đi, nó cũng có giá 10.000 đấy. Thôi, lấy xui lắm con, cứ cầm tiền đấy mà ăn bánh. Đứa bé ngợt mặt ra, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng nhận tiền và xách vé số để tiếp tục đi bán. Người vừa có màn trao đổi khá khó hiểu này chính là Cường. Gã năm nay 35 tuổi, sống ở cuối xã. Cường có một cửa hàng kinh doanh đồ điện tử ở chợ, nhưng không mấy khi mở cửa. Bởi hàng ngày, Cường cứ lê la ngoài quán cà phê để tán gẫu, chơi cờ tướng với đám chiến hữu. Ngoài ra Cường còn nghiện số đề. Cả tuần nay, ngày nào gã cũng thua. Thế nên mới bày ra cái trò rút ngẫu nhiên một tờ vé số, rồi đánh hai số cuối. Nói thêm một chút về cuộc sống gia đình của Cường. Gã có vợ và một đứa con trai. Nhưng hai năm nay, vợ Cường đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, mỗi tháng gửi về khoảng 20 triệu để lo cho gia đình. Và đây cũng chính là lý do Cường ham ăn lười làm. Trở lại hiện tại, Cường lẩm nhẩm nhắn tin cho chủ đề về con số 79 mà mình sẽ đánh. Nhắn xong, gã nhấp một ngụm cà phê rồi nói với Phúc, chiến hữu đang ngồi bên cạnh. Mẹ nói chứ, chiều nay mà không trúng nữa tao nghỉ chơi, bỏ hết. Chả có thèm đề đốm gì nữa cả. Ê chà chà, bỏ được mấy giờ đồng hồ, tao còn lạ cái gì mày nữa. Chơi cho vui thôi, cày cú chó gì. Thì bỏ đi, chiều tính. Giờ làm vài ván cờ đã, kiếm tiền ăn trưa nào. Thế là cả hai bắt đầu bày ra bàn cờ. Kẻ tung người hứng để dụ dỗ những người hiếu kỳ có máu cờ bạc vào chơi cá độ thắng thua. Cuối cùng, thời khắc 4 giờ 30 phút chiều cũng đến. Cường lật dở điện thoại ra, lướt xem kết quả sổ số. Và thật trớ trêu, tất cả các giải thưởng chẳng có con nào 79. Còn trớ trêu hơn là 78 và 80 đều có. Đập tay xuống mặt bàn, Cường gắt lên. Mẹ kiếp, nó khó chịu quá đi. Sao, lại trật nữa à? Nó đen như mõm chó. Thôi, đen thì phải giải. Lỡ nhắc rồi, làm tí dồi với rửa mận ha. Thôi, tao về lo cơm nước cho thằng Bi nữa. Với lại chả có tâm trạng đâu mà ăn nhậu. Có gì tối hẹn ở sòng bài Lão Chí đi. Rồi, nhất trí. Về tới nhà, Cường nhíu mày quát lớn. Bi, mày đâu rồi? Tối vậy mà không biết mở đèn lên à? Ngay sau câu quát là một tiếng tách vang lên, bóng đèn cũng theo đó bừng sáng. Thằng Bi từ trong nhà lố nhố chạy ra. Bố về rồi. Hôm nay con được cô giáo khen đấy bố. Ừ, ăn gì chưa? Con sang nhà ông nội ăn rồi. Ai cho mày sang đấy? Ăn uống gì mà qua? Do con đợi bố về lâu, con đói. Ông nội lại nấu cơm với thịt sườn ngon lắm, nên con... Nhục. Miếng ăn là miếng nhục. Bi, tao cấm mày sau này không được ăn uống bất kỳ thứ gì ở nhà ấy nữa, nghe chưa? Con biết rồi bố,
Con xin lỗi. Thằng bé khoanh tay, cúi gằm mặt. Thôi, vô trong tắm rửa đi rồi học bài. Dạ. Nhìn theo bóng lưng lon ton của con trai, Cường lại cay cú chửi. Tính đầu độc tiêm nhiễm vào đầu thằng bé, để nó chống đối tôi hả? Đừng có hòng. Thực ra thì câu nói này không hề bâng quơ một chút nào. Bởi căn nhà kế bên nhà Cường chính là nhà của ông cụ Bách, bố gã. Đã 3 năm nay, hai bố con Cường không nói chuyện hay giao thiệp với nhau. Nguyên do là vì khi xưa, Cường có ngỏ ý muốn xin thêm nửa miếng đất vườn để dùng làm cửa hàng cho gần nhà. Nhưng ông cụ nhất quyết không chịu. Vì ông có 2 người con, Cường là anh cả. Người con thứ là Kiên, nhỏ hơn anh trai mình đúng một con giáp. Nhưng Kiên từ bé bị thiểu năng, nên tuy lớn xác, nhưng đầu óc chỉ như một đứa trẻ, không hơn không kém. Dẫu vậy, ông cụ Bách vẫn tính đến tương lai. Khi ông mất đi nên quyết định chia 2 phần đất đồng đều cho 2 anh em. Cường được hưởng mảnh bên phải để cưới vợ sinh con. Còn bên trái là căn nhà từ xưa của ông. Hiện giờ là chỗ che nắng mưa cùng với Kiên. Trong mắt Cường, đứa em trai này chẳng khác gì cái gai trong mắt cả. Nhưng làm gì được bây giờ, gã thậm chí còn định chờ ông Bách lìa đời, sau đó nhận làm người bảo hộ cho Kiên để chiếm đất. Tuy nhiên đợi mãi mà ông vẫn cứ khỏe mạnh, sống vui cùng con cháu. Đang suy nghĩ miên man, tiếng chuông điện thoại chợt reo vang, khiến cho Cường giật mình. Gã móc điện thoại ra. Người gọi gã là Chiến Hữu. Alo, nghe đây nè. Công chuyện ở nhà xong chưa? Có chuyện gấp lắm đó. Mối ngon, cần bằng bạc. Chuyện gì mới được? Lại có kèo bóng đá hả? Không, không phải mấy đồng bạc lẻ đó. Cái này thành công là tao với mày đổi đời luôn đó. Đổi đời à? Đổi thế nào? Nói qua điện thoại có hình dung lắm. Mày ra đây đi. Tao đang ở quán cà phê nè. Được rồi, đợi tao tí. Lát sau khi ra đến nơi, Cường trông thấy bạn mình đã ngồi đợi sẵn. Gã bước vào, hất hàm hỏi. Sao đây? Có chuyện gì mà mày nhăn lên như cháy nhà thế? Còn hơn cháy nhà nữa đó. Cơ hội đổi đời tới rồi nè mày. Đổi thế nào? Tao có một người quen, chuyên buôn hàng điện thoại xách tay từ nước ngoài về, qua đủ đường, đảm bảo an toàn, vừa né được thuế má vừa giảm chi phí. Vốn 1 lời 3. Tao đang gom tiền, được 1 tỷ thì sẽ bắt đầu triển khai. Mày có gấp vốn với tao không? Nghe tới đây, Cường lập tức lắc đầu. Tiền đâu mà đầu với giả tư? Mày nhát vậy? Chuyện này chỉ cần mỗi thằng 500 triệu thôi mà. Nhưng thành công là chắc chắn, chứ không phải hên xui như chơi cờ bạc. Anh em chơi với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ mày không tin tao? Không phải là không tin, mà tao không có vốn. Nếu có thì chơi, chứ ngại cái gì? Rồi rồi, thôi, tao không rủ rê mày nữa. Để tao ôm một mình, sau này mà thấy tao phất lên, đừng có tiếc đấy nha. Ngồi chơi một lát thì Cường cũng ra về, vì hôm qua có dính chút mưa, làm cho con người gã khá mệt mỏi. Về đến nơi, gã dùng chìa khóa mở cửa. Bước vào trong, đèn vẫn sáng, còn thằng Bi thì nằm say sưa trên ghế sofa từ khi nào. Bế con trai vào trong phòng xong, gã cũng nằm xuống bên cạnh để chuẩn bị đánh một giấc. Và rồi như sực nhớ ra gì đó, Cường lấy điện thoại gọi cho Ngọc, vợ mình. Cũng phải gọi đến 2-3 lần thì đối phương mới nghe máy. Alo, anh gọi cái gì vậy? Em đang ngủ, giờ này khuya rồi mà. Mai là đến hạn nộp tiền học phí cho thằng Bi rồi đó. Em gửi tiền về đi. Tiền lương tháng này em mới gửi về cuối tuần trước mà. Sao giờ anh đòi nữa? Lo công việc hết rồi. Lo công việc hay là cờ bạc? Em đúng là hết đường đói nổi anh rồi đó. Anh chơi bời gì thì cũng chừa đường lo cho con chứ. Tiền em kiếm cũng cực khổ, chứ có phải in đâu. Nói nhiều nhức đầu quá đi. Có gửi không thì nói một tiếng. Anh đừng có vô lý quá. Em đã nói vậy rồi cơ mà. Đàn ông đàn an, đừng có ép vợ ép con như vậy. Nghe những lời này, Cường nóng máu. Gã định chửi đổng lên thì Ngọc đã cúp máy. Mẹ kiếp nó, cái đồ chó cái. Giọng nói khá lớn của Cường làm cho thằng Bi thức dậy. Nó ngơ ngác. Bố gọi mẹ à, cho con gặp mẹ nhé.
Gặp gì mà gặp, lo ngủ đi, không tao đánh đấy. Thằng bé im bặt, nằm quay lưng vào trong góc. Sẵn cơn bực bội trong người, Cường không ngủ được nên bỏ ra ngoài hút thuốc. Ngồi trong gian phòng khách, gã lẩm nhẩm chửi. Mẹ kiếp nữa, mày dám khinh tao hả con khốn? Mày nghĩ tao không kiếm được tiền hay sao? Cứ đợi đi, rồi mày sẽ sáng mắt ra. Nói rồi Cường rút điện thoại ra, tìm số của Phúc trong danh bạ. Alo, gọi cái gì đó? Đang đánh bài, ra chơi chung không? Thôi, tao bận rồi. Mà có chuyện này nhờ mày. Tao muốn tham gia cái chuyến buôn điện thoại đi, có được không? Ôi, được chứ, tất nhiên là được rồi. Khi nào mày gấp tiền? Đang định nhờ mày đây nè. Tao không có vốn, nhưng mà muốn vay nóng. Mày có chỗ nào không? Giới thiệu cho tao đi. Ờ, có thì có đấy. Nhưng mà mày phải uy tín nha. Yên tâm, uy tín mà. Thì mày cứ trừ luôn trong tiền lãi đi. Phần dư ra tao lấy được chứ. Rồi rồi rồi, được rồi. Giờ muộn rồi, có gì á, mai hẳn tính. Cuộc gọi kết thúc, Cường mím môi mím lợi, bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Ngọc sẽ hối hận vì đã khinh thường mình. Sáng hôm sau, đúng như dự tính, Cường được Phúc giới thiệu và vay nóng 500 triệu đồng với lãi suất 10% một tháng. Ba ngày trôi qua, Cường khá yên tâm khi lô hàng được xác nhận là đang trên đường về Việt Nam. Giờ chỉ chờ thông quan, bán lại cho các cửa hàng là thu lãi về. Sáng nay đưa thằng Bi đi học xong, gã hí hửng ra quán cà phê để ngồi chơi cờ. Ra đến nơi, không thấy chiến hữu của mình đâu, Cường nhíu mày lẩm bẩm. Cái thằng này, hôm qua còn hẹn chơi rồi đi nhậu cơ mà, giờ chả thấy đâu. Lấy điện thoại gọi cho bạn, nhưng chỉ toàn là giọng của nhân viên tổng đài báo không liên lạc được. Ban đầu Cường nghĩ đối phương say xỉn ngủ chưa dậy. Ấy thế mà đợi cho đến tận chiều, vẫn không thấy Phúc đâu. Cuối cùng Cường tò mò, lái xe đến nhà bạn để hỏi thăm. Đứng trước cánh cổng, gã cất tiếng gọi. Phúc ơi! Phúc! Từ bên trong nhà, Hà, vợ của Phúc xuất hiện. Anh Cường đấy hả? Ừ, thằng Phúc có nhà không em? Không anh à. Sáng sớm nay anh Cường và em đang nằm, thì nghe điện thoại của ai đó. Xong anh ấy tức tốc chạy đi, cả quần áo còn chưa kịp thay. Nghe tới đây Cường hoang mang lắm. Nghĩ có chuyện chẳng lành, gã thử hỏi lại cho bạn mình thêm mấy cuộc nữa. Tuy nhiên vẫn chẳng thấy hồi âm. Phải đến tận chiều tối thì Cường mới nhận được tin tức từ Phúc. Tuy nhiên cái tên này gã không hề mong muốn chút nào, khi cả cái lô hàng điện thoại bị hải quan mật phục bắt giữ. Cuộc gọi lúc sáng cũng là từ người chuyển hàng báo tin. Phúc đã cố gắng chạy đến để xử lý, nhưng không được. Thậm chí anh ta còn bị công an tạm giữ để lấy lời khai. Tối muộn, Cường nhận được cuộc gọi từ Phúc. Alo, mày đang ở đâu? Cường, mất hết rồi. Mày lừa tao phải không? Lừa mày mà tao giờ phải khốn đốn thế này hả? Tao với mày đều mất hết rồi. Xin lỗi. Bây giờ chuyện duy nhất tao có thể làm là không khai mày ra. Mày không cần phải đóng phạt đâu. Nhưng mà tao xin lỗi. Cuộc gọi bị ngắt. Cường lúc này cứ như người ở trên trời rơi xuống. Gã ngồi phịch xuống đất, miệng thốt không thành tiếng. Cứ cho là thất bại đi, nhưng Phúc còn có thể gây dựng lại. Còn gã, số tiền hùng hạp lại là tiền vay nóng. Bây giờ không có tiền, lại mỗi tháng lại chồng lên thêm mấy chục triệu, thì làm sao gã có thể gồng gánh nổi. Sáng hôm sau Cường thức dậy, nhưng vẫn nằm lì trên giường. Cũng phải thôi, gã làm sao có tâm trạng để xuống giường mà đi chơi bời như mọi khi. Cả đêm qua Cường cứ ước đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không, khoản nợ 500 triệu vẫn treo lơ lửng trên đầu của gã. Đúng lúc này thằng cu Bin từ ngoài chạy vào. Bố ơi, bố đưa con đi học đi, sắp muộn giờ rồi. Học hành gì, nghỉ một hôm đi, tao đang mệt. Bố, sao lại bảo con nghỉ, cô mắng đấy. Hay con sang nhờ ông nội đưa con đi học nha. Mặt xác mày, muốn làm gì thì làm. Có chút hụt hẫng, thằng bé lại bước ra ngoài. Lát sau,
Cường nghe thấy tiếng chiếc xe máy cũ của ông Bách vang lên thì biết hai ông cháu đang đi đến trường rồi. Nằm một lúc, cơn đói bụng làm cho Cường không thể nằm thêm được nữa. Gã nhổm dậy vệ sinh cá nhân rồi úp tạm bát mì để ăn. Gọi là ăn thế thôi, chứ miệng gã bây giờ đắng ngắt, không có chút mùi vị nào cả. Ăn xong, Cường ra ngoài chăm điếu thuốc, tính cách trả nợ. Và rồi đang trong cơn bực bội, gã lại trông thấy Kiên, đứa em trai thiểu năng của mình, ngồi ở bên kia hàng rào. Cả người anh ta lấm lem bụng đất, gương mặt ngờ nghệch, kèm theo cái hành động dùng tay cào cào dưới mặt đất như để tìm kiếm thứ gì đó. Bất giác, Cường buộc miệng. Mẹ kiếp nữa, phải chi mày đừng có tồn tại thì giờ đây, tao đã không khổ sở chật vật như vậy. Đúng lúc này ông Bách chạy xe về với một cái giỏ sách đựng đầy rau dưa thịt cá. Thường thì ông sẽ đi chợ mỗi tuần một lần, rồi trữ ở trong tủ lạnh, nấu ăn dần. Bước xuống xe, ông chìa một gói kẹo ra trước mặt đứa con trai út, rồi cất tiếng gọi. Kiên, bố cho con kẹo đây này. Kiên nghe thấy vội vàng đứng dậy, bộ dạng hớn hở lắm. À, kẹo, kẹo. Nhưng chính cái sự hớn hở này khiến cho mấy cây kẹo rơi xuống mặt đất. Kiên thấy vậy thì vội nhặt lấy mà cho vào miệng nhai nhóp nhép. Tất nhiên ông cụ Bách không vừa ý với hành động này. Ông bước tới, bóp hai bên má con trai mình rồi gắt lên. Nhả ra, nhả ra. Cái thằng này rơi xuống đất bẩn rồi mà còn ăn à. Nói biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn vậy. Thế nhưng Kiên nhất quyết không chịu nhả ra, còn cười hề hề. Nhìn thấy cảnh này, Cường hừ lạnh, buông ra một lời bình phẩm. Đúng là cái đồ thiểu năng, sống chật đất. Thêm mấy ngày nữa trôi qua, áp lực của Cường ngày càng lớn hơn. Thậm chí, gã còn bán tống bán tháo hết đồ đạc trong cửa hàng điện tử của mình ở trên chợ để lấy tiền xoay sở khoản lãi tháng đầu tiên. Tuy nhiên Cường biết đây chỉ là biện pháp cầu thêm thời gian, chứ khoản nợ 500 triệu thì vẫn còn nguyên đó. Khuya hôm nay, nằm trên giường, gã vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Trong đầu tưởng tượng ra đủ cảnh, nào là chủ nợ đến xiết nhà, xiết xe. Rồi Ngọc sẽ lại tiếp tục khinh thường gã hơn, có khi còn ly dị nữa. Bà con hàng xóm lúc ấy sẽ cho gã xuống đáy xã hội. Mẹ kiếp nữa. Không, mình không thể để cái cảnh này trở thành sự thật được. Không thể. Phải chi mảnh giường kia là của mình thì tốt biết mấy. Và rồi trong đầu Cường chợt lóe lên một suy nghĩ. Trong ánh mắt cũng ánh lên một mưu mô nham hiểm. Sáng hôm sau, tiếng gà gáy sớm kéo Cường ra khỏi giấc ngủ. Gã nhanh chóng nhổm dậy khỏi giường. Hôm nay là cuối tuần, không phải đưa cô Bi đi học. Nhưng Cường còn có lý do khác quan trọng hơn để ra ngoài. Rời khỏi nhà, Cường lái xe ra khu bãi rác. Nơi đây tập hợp những căn nhà bỏ hoang gần chục năm, là điểm tụ tập của các thành phần bất hảo. Gã dừng lại trước một căn nhà nhỏ sụp đổ gần nửa mảng tường. Đang loay hoay định móc điện thoại ra, thì một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Tới sớm thế ông anh? Cường nhận ra một người đàn ông bị thọt bên chân trái, đang lắc nhắc bước ra. Công an thứ tao cần chứ? Tất nhiên là có rồi. Loại này là loại thượng hạng đó. Mà ông anh mới vào nghề hả? Có đủ đồ nghề chưa? Em bán cho. Không cần. Nói nhiều vậy. Bao nhiêu tiền? 200.000. Em giảm giá cho anh đó. Còn giữ mối cho lần sau. Cường đưa mắt nhìn xuống cái túi ni lông đen nằm trên tay đối phương, rồi đưa lại tờ tiền 500.000 đồng. Cầm lấy đi, khỏi thôi, nhớ giữ mồm giữ miệng là được. Chà, ông anh chơi nét thật đó. Yên tâm đi, có thằng nào cãi mồm, tôi cũng chẳng nói là ông anh mua bả chó của tôi đâu. Mẹ nó, bé bé cái mồm. Vân vân. Cường lườm đối phương một cái, rồi cứ thế quay xe rời đi. Đúng là gã mua bả chó thật, nhưng không dùng để trộm chó, mà để phục vụ cho kế hoạch đầy tàn nhẫn của mình.
Trở về đến nhà, Cường dựng xe, chiếc túi ni lông đen cũng được nhét sâu vào bên trong túi áo khoác. Bi, dậy cho con. Dạ con dậy rồi. Thằng bé vừa đáp, vừa từ trong phòng lon ton chạy ra. Cường cúi xuống bế nó lên rồi thì thầm. Để bố chở con đi ăn sáng, rồi cho con sang nhà bạn chơi nha. Khỏi phải nói, cô Bi bất ngờ lắm. Nó còn tưởng mình nghe nhầm, nên hỏi lại lần nữa. Bố nói thật à? Cái thằng này, bố mà đi gạt mày à? Hôm nay ngày nghỉ, bố cho đổi gió một hôm. Ráng học cho giỏi đi, rồi tuần sau sẽ được đi chơi nữa. Vâng ạ, con cảm ơn bố. Thằng bé cười tít mắt, còn Cường thì nhanh chóng bế nó ra xe. Lát sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Cường về nhà nằm đợi. Đầu giờ chiều, cuối cùng thì cơ hội của gã cũng đến. Cường nghe thấy tiếng lạch bạch từ chiếc xe máy của ông Bách rời đi. Gã lập tức nhổm dậy, ngóc đầu nhìn qua ô cửa sổ trong phòng. Đúng là ông Bách đã đi thật, lại còn đi một mình. Mà giờ này thì chỉ có sang nhà người quen hoặc mua mấy thang thuốc trị đau nhức xương khớp. Nhưng cho dù là ông đi đâu, thì Cường cũng chỉ cần vài phút ngắn ngủi là đủ. Gã vớ lấy chiếc áo khoác, lục bên trong, lấy ra gói bả chó. Nó có dạng dịch nhầy nhầy, vì là loại tốt nên có mùi khá thơm. Chưa dừng lại ở đó, Cường lấy thêm một cái bánh mì ngọt đã chuẩn bị sẵn, rồi bôi thứ bả chó kịch độc kia lên. Khi đã hoàn tất, Cường mang nó thẳng ra ngoài vách tường ngăn giữa hai nhà. Giờ này đang là giờ nghỉ trưa, nên ngoài đường vắng lắm. Chẳng ai thấy gã đang làm gì. Này, Kiên! Gã cất tiếng gọi đứa em trai. Kiên lúc này đang ngồi chơi với con chó ở dưới bên mái hiên. Nghe thấy Cường gọi, Kiên nhoẻn miệng cười rồi vẫy tay đầy thân thiện. Này, lại đây, cho mày cái bánh này. Vừa nói, Cường vừa chìa cái bánh tẩm bả chó của mình ra. À, bánh. Kiên hớn hở lắm. Anh lập tức chạy lại chỗ anh trai mình, chộp lấy, rối rít nhận cái bánh. Cường cũng cười cười, bẻ đôi chiếc bánh, đưa cho Kiên một nửa, rồi ném thẳng về phía con chó một nửa. Xong xuôi, gã lập tức quay lưng, bỏ đi thẳng vào trong nhà. Hành động vừa rồi diễn ra rất nhanh, chỉ mất chưa đến 2 phút. Dẫu vậy, trong Cường chẳng có chút cảm giác tội lỗi hay ghê tai nào. Gã rửa tay chân gột sạch vết dịch bả chó dính trên tay, rồi nằm yên trong phòng để chờ đợi. 5 phút, 10 phút, rồi nửa giờ đồng hồ trôi qua. Cuối cùng thì tiếng xe máy của ông Bách cũng vang lên, và cũng chỉ chưa đầy 1 phút sau, Cường nghe thấy giọng gào thét kêu cứu của bố mình. Bố người ta, cứu với, cứu con tôi với. Cường nhếch mép, hít một hơi lấy tâm lý, rồi lập tức chạy ra. Cái gì mà bố la hét ghê vậy? Cường ơi, cứu với thằng Kiên nó bị làm sao rồi con ơi. Cường cố tỏ ra thản thốt khi nhận thấy Kiên đang nằm co giật dưới đất, hai mắt trợn ngược, miệng trào bọt. Trời đất, cái gì thế này? Cả con lưu nữa. Mấy người hàng xóm cũng nhanh chóng chạy ra. Thấy cảnh tượng này, ai cũng cho rằng thằng Kiên bị bọn trộm chó hại chết. Trời đất ơi, bọn trộm chó chúng nó thả bả con lưu, khiến cho thằng Kiên ăn nhầm đây mà. Tội nghiệp quá. Sau đó một chiếc xe cũng vội vàng chạy đến, đưa Kiên đi cấp cứu. Nhưng làm sao kịp nữa. Vào đến bệnh viện thì chàng trai xấu số đã không còn thở nữa. Ông Bách ngất liệm đi sau khi trông thấy gương mặt trắng bệch của con trai. Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ. Đó chính là cặp mắt của Kiên cứ mở thao láo, không ai có thể vuốt nó xuống được. Mãi cho đến khi ông Bách tỉnh dậy, được thông báo về việc con trai mình chết không nhắm mắt. Thế là ông lập tức chạy đến nhà xác, rung rung đưa bàn tay của mình vuốt mắt cho Kiên, thì anh mới chịu nhắm mắt lại mà yên nghỉ. Sau khi công an đến lấy lời khai và khám nghiệm tử thi, họ cũng kết luận là nghi ngờ những đối tượng trộm chó gây ra, nên cho phép người nhà nhận thi thể Kiên về lo mai táng. Rồi một đám tang lập tức được tổ chức. Lúc sống, Kiên chẳng có nổi một người bạn nào ngoài bố mình,
nên giờ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài người hàng xóm đến viếng mà thôi. Về phần Cường, tất nhiên gã ra sức thể hiện trong đám tang của em trai để không bị ai nghi ngờ. Cái sự điều hiu cô quạnh cứ thế bao trùm lấy tất cả. Sau khi đưa tiễn con trai ra bãi tha ma thì ông Bách lầm lũi nhốt mình trong phòng cả ngày. Chẳng ai thấy ông ra ngoài tập thể dục hay cuốc đất tưới rau như thường ngày nữa. Và Cường thì cũng chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Gã lén lút gọi nhân viên công ty địa ốc đến để thẩm định xem miếng đất kế bên căn nhà của ông Bách đáng giá bao nhiêu. Kết quả nhận được là hơn 1 tỷ, khiến gã vui mừng khôn xiết. Gã thầm nhủ, thế này vừa đủ trả nợ, vừa dư được một khoản đủ để làm ăn. Đến tận bây giờ, Cường vẫn không thấy hối hận với việc làm của mình. Giờ thì chỉ cần thuyết phục được ông Bách viết giấy sang nhượng mảnh đất cho gã nữa là xong. Chiều nay, sau khi đón thằng Bi từ trường về, Cường đưa mắt nhìn sang phía căn nhà của bố mình rồi thì thầm. Không biết ông ấy có ở trong nhà không nhỉ? Mang giấy tờ sang ký cho rồi. Tính ra từ tận trưa hôm qua, gã chưa trông thấy ông xuất hiện. Không muốn đích thân qua đánh tiếng, nên Cường nói với thằng Bi. Mày qua xem thử ông nội đâu? Sao suốt ngày cứ rù rú ở trong nhà như thế? Không có ổn đâu. Vâng ạ. Thằng Bi vâng dạ, rồi nhảy lò cò chạy qua căn nhà kế bên. Lát sau nó quay trở lại với vẻ mặt hớn hở. Ông nội đang nằm ngủ à? Ông bảo ông mệt, con về cho ông nghỉ ngơi. Mệt mỏi cái gì nữa, mau khỏe để còn cứu mạng đứa con trai duy nhất của ông chứ. Nghĩ lúc này cần phải lấy lòng ông cụ Bách, nên gã lái xe ra ngoài mua một phần cháo gà nóng hổi về, với mục đích chăm sóc cho ông cụ để lấy lòng. Đứng trước cửa nhà, Cường bê bát cháo trên tay rồi cất tiếng gọi. Một lát sau, tiếng dép lẹt xẹt của ông Bách vọng lại. Ông mở cửa ra, đưa cặp mắt lèo nheo nhìn. Cái gì đây? Tôi mang cho bố bát cháo, sẵn thắp nén hương cho thằng Kiên. Bố đang gì chưa? Ăn rồi. Cường đặt bát cháo xuống bàn, lọ mọ bước tới phía bàn thờ của em trai. Vừa châm hương, Cường vừa lăm răm khấn vái. Kiên à, mày đi thanh thản, mau siêu thoát rồi đầu thai kiếp khác, trở thành người bình thường. Còn nếu chưa siêu thoát, thì ở phù hộ cho bố mạnh khỏe. Sao hôm nay mày tốt vậy? Câu hỏi của ông Bách khiến cho Cường khựng lại. Nhưng rồi gã cũng nhanh chóng đáp. Thằng Kiên mất rồi, tôi phải tốt với bố chứ. Giờ chẳng lẽ để bố một mình? Thôi không cần đâu. Muốn cái gì thì nói nhanh gọn đi. Bố này, sao cứ nghĩ lung tung vậy? Mà tôi thấy bố cũng cao tuổi rồi. Hai nhà tuy gần nhau, nhưng mà lỡ tối lửa tắt đèn không kịp ứng cứu thì hối cũng không kịp. Hay bây giờ bố sang nhà tôi ở luôn đi, sẵn trông coi hộ thằng cu Bi. Còn căn nhà bên này... Sao? Mày định bán lấy tiền à? Thì đất đang sốt mà bố, bán bây giờ nó có lợi lắm. Không, nếu mày chỉ sang đây để lấy đất bán thì tao không chấp nhận đâu. Về đi, tao ở đây một mình cũng chả sao. Có chết thì tao cũng chết ở trong nhà này. Ông... Cường bực bội lắm, nhưng biết bây giờ không nên dùng biện pháp mạnh, nên gã lại hạ giọng thì thầm. Thôi, tôi chỉ tính vậy thôi, chứ bố muốn gì thì tôi cũng đâu có can thiệp được. Dứt câu, Cường cắm nén hương lên bàn thờ em trai, rồi quay lưng rời đi. Về tới cổng nhà, gã lập tức đổi sắc mặt. Mẹ kiếp, cái lão già cố chấp. Nửa đêm, khi Cường đang ngủ thiêu thiêu, chợt có tiếng gõ cửa làm gã giật mình thức giấc. Gã nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, hỏi vọng ra. Ai đó? Mày đi tiểu thì gõ cửa làm cái gì hả Bi? Nhưng khi Cường quay lại thì thấy thằng cu Bi vẫn đang nằm ngủ ngon bên cạnh mình.
Đang cau mày khó hiểu thì tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Cường bước xuống giường, cất tiếng gọi lại lần nữa. Lần này vẫn vậy, không có ai trả lời, nhưng tiếng gõ cửa vẫn liên tục phát ra. Chẳng lẽ có trộm sao? Mà trộm thì làm sao lại gõ cửa làm gì? Máu tò mò trong người trỗi dậy, Cường vớ cái gạt tàn trên kệ làm vũ khí tự vệ, rồi tiến ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa hé được gần một nửa thì Cường như chết lặng, khi trước mặt gã bây giờ chính là Kiên. Trông thấy Cường, Quyền nhoẻn miệng cười. Trên tay của anh ta còn cầm theo nửa cái bánh có tẩm bã chó. Anh Cường. Bánh. Bánh anh Cường. Quá kinh hãi, Cường theo phản xạ đóng ngay cánh cửa lại. Nhưng Kiên cũng rất nhanh, giơ cánh tay gầy guộc của mình ra chặn lại cánh cửa. Cái bánh cũng vì thế mà rơi xuống giữa khe hở, khiến Cường càng thêm sợ hãi. Rồi cánh cửa bị đẩy ra hết cỡ, Kiên chạy ào vào trong, ôm chầm lấy Cường rồi tiếp tục cười giỡn. Anh Cường, bánh, bánh. Theo từng câu nói, những lớp bọt trắng từ trong miệng Kiên liên tục phun ra, bắn thẳng vào mặt của Cường. Gã lúc này kinh hãi đến tột độ, không kiềm chế được, hét lên thất thanh, rồi choàng tỉnh. Bây giờ Cường mới nhận ra mình vừa nằm mơ. Nhưng cái giấc mơ này nó thật sự rất chân thật. Thậm chí Cường còn nhận thấy rõ cái cảm giác nhớp nháp khi lớp bọt ẩm ướt bắn vào mặt mình. Gã đưa tay lên vỗ trán mình bôm bóp, thều thào. Chuyện gì thế này? Sao tự nhiên lại nằm mơ thế nó thấy không biết? Cường ngồi thử thêm một lúc thì cơn buồn ngủ lại kéo đến. Gã lẩm bẩm tự trấn an vài câu rồi lại nằm xuống giường, cố ru mình vào giấc. Cho đến sáng hôm sau, Cường tỉnh dậy thì lại hoàn toàn quên mất giấc mơ đáng sợ đêm qua của mình. Gã nhõm dậy, nhìn sang kế bên thì thằng Bi vẫn đang ngủ. Này, dậy đi con đi học. Thằng bé ọ ọe, ra vẻ khó chịu. Cường thấy vậy thử đưa tay sờ lên trán nó thì giật mình. Nóng quá vậy, mày sốt rồi con. Thôi, hôm nay ở nhà nghỉ đi, tao nấu cháo lấy thuốc cho mà uống. Thằng bé vẫn im lặng, tiếp tục với giấc ngủ say của mình. Cường hít một hơi bước xuống giường, mở cửa bước ra phòng khách. Nhưng rồi khi cánh cửa vừa mở ra thì cái cảm giác sợ hãi của giấc mơ đêm qua lại ùa về. Nhưng lần này không đơn giản chỉ là cảm giác, mà theo ánh nhìn của mình, Cường như muốn chết đứng khi trông thấy một mẩu bánh đang nằm ở đó. Vị trí của nó hoàn toàn trùng khớp với cái chỗ Kiên làm rơi bánh trong giấc mơ đêm qua. Chuyện gì thế này? Sao lại? Cường ấp úng, gã thật sự hoang mang. Phải mất một lúc thì bản thân mới định thần lại được, khi nhận ra mẫu bánh này không giống với cái bánh của Kiên, mà là bánh của gã mua cho thằng Cù Bi hôm qua. Chắc là nó ăn không hết rồi bị chuột tha vào kẹt cửa. Mẹ kiếp, làm bố nó giật mình. Cường đưa tay vớ lấy cây chổi rồi quét cái mẫu bánh đi ra ngoài. Lát sau khi đã cho con trai ăn sáng xong, gã đưa nó đi mua thuốc rồi gửi sang nhà ông Bách chơi. Còn mình chạy ra quán cà phê đen để ngồi giết thời gian. Tính ra từ lúc gặp chuyện với Phúc rồi Kiên mất thì gã chưa quay lại cái quán ruột này lần nào. Vừa trông thấy khách quen, bà chủ quán đon đã. Trời đất, tao tưởng mày quên tao rồi chứ Cường. Ok chị Đào, ai dám quên chị đâu chứ. Mấy hôm nay lo tang sự nên cũng có thời gian. Rồi, mày uống gì? Cho em cốc đen đá ít đường đi. Rồi rồi, có ngay. Trong lúc đợi cà phê, Cường ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong đầu nghĩ ngợi tìm cách để thuyết phục ông già sang nhượng lại miếng đất kia cho mình. Đang lúc suy tư thì bà Đào lại bước ra. Cà phê của chú đây nè, mà có chuyện gì hay không? Sao trông chú đăm chiêu vậy? Không có gì. Sao lại không? Cả thằng Phúc nữa, mấy hôm nay chả thấy nó đâu. Chúng mày có cái gì thì cũng chia sẻ cho chị biết với chứ. Bao năm nay cứ qua đây chơi, mà bây giờ mất hút làm sao? Cái này... Cường ngập ngừng một hồi rồi thở dài,
bắt đầu kể chuyện nợ nần của mình cho đối phương nghe. Khỏi phải nói, bà Đào sửng sốt lắm. Trời đất, sao lại có cái chuyện tài đình như vậy? Thôi chuyện qua rồi, chị đừng nhắc tới nữa. Giờ em chỉ mong tìm cách gỡ gạt lại nợ nần thôi. Ờ, khổ thật đó. Thôi, có buồn bã gì cứ ra đây chơi đi. Đừng có rú rú trong nhà, khéo bị điên đấy. Em cảm ơn chị. Mà em không lo đâu. Sớm muộn gì em cũng xin bán được miếng đất của ông già để trả nợ. Ờ, phải đó. Nhà có đất thì nên tận dụng đi. Bán thời điểm này giá cả cũng cao chứ không có thấp. Nhiều khi thành đại gia luôn đó chứ. Ngồi đến trưa, gã tính tiền cà phê rồi tranh thủ trở về nhà để xem cô Bi đã đỡ ốm hay chưa. Về tới nơi, gã nhìn thấy nó đang ngồi trong phòng khách chơi đùa với ông Bách. Nhận ra bố, thằng bé reo. À, bố về. Ừ, con mệt không? Đói chưa? Dạ, con đỡ rồi. Vẫn chưa có đói đâu. Con đang chơi xe với ông nội vui lắm. Bố chơi chung đi. Thôi, con cứ chơi đây đi. Khi nào đói thì về bố nấu cơm cho mà ăn. Vâng ạ. Trở vào trong phòng, Cường ngã lưng xuống giường, lướt lướt điện thoại để tìm cách trả nợ. Nhưng nói như thế, chứ làm gì kiếm được số tiền lớn đến như vậy. Nằm thêm lúc nữa thì Cường thiếp đi. Và rồi thêm lần nữa, gã nằm mơ thấy Kiên, đứa em trai quá cố của mình. Vẫn với cái vẻ ngờ nghệch, Kiên lao tới ôm chầm lấy gã. Nhưng lạ là Cường càng vùng vẫy thì lại càng bị kẹp cứng ngắc. Chưa hết, gã còn bị anh ta cắn cho một cái khá mạnh vào cổ tay đến rớm cả máu. Tỉnh dậy, Cường thở hổn hển. Nhưng rồi gã chợt hoảng hốt khi nhận ra trên cổ tay trái của mình đang có một vết ửng đỏ in hằn dấu răng. Tình cờ đây cũng chính là vị trí mà Kiên đã cắn gã trong giấc mơ vừa rồi. Cường lập tức sợ hãi, bật dậy khỏi ghế, miệng lẩm bẩm. Chuyện quái gì thế này? Lần thứ hai trở lại quán cà phê của bà Đào, trông Cường như một kẻ mất hồn. Hễ có người nào đi ngang qua thì gã lại giật mình thon thót. Nhưng lúc quán thừa khách, bà Đào lại ra trò chuyện. Này, bị bọn chủ nợ đòi gấp hay sao? Mặt mày mày méo xẹo thế. Không phải. Thế có chuyện gì? Mày chỉ giỏi khơi gợi tính tò mò của tao thôi. Cường hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể lại về những giấc mơ kinh khủng của mình, cả vết răng in hằn trên cổ tay. Nghe xong, gương mặt bà Đào tỏ ra sửng sốt. Bà lập tức thốt lên. Trời đất! Có thật không đó mày? Sao mà nghe kinh dị quá vậy? Em nói dối làm gì? Không biết có chuyện gì không nữa. Tự nhiên thấy bất an quá. Thế thì tao nghĩ là vong hồn thằng Kiên nó chưa có siêu thoát. Nó về nó ám cả nhà mày rồi đó. Cái gì? Ám gì chứ? Bà Đào nhấp một ngụm cà phê rồi nói. Đây, để tao giải thích cho. Mấy đứa mà chết tức chết tuổi như vậy đó, vong hồn của nó thường khó siêu thoát lắm. Với lại nó lớn, nhưng có khác gì một đứa con nít đâu. Mà con nít thì không hiểu chuyện, cho nên hay dường dấn người nhà lắm. Giờ phải làm sao? Thì phải nhờ thầy Pháp đến để làm phép trấn yểm chứ làm sao. Gã tới đây, Cường tuy sợ, nhưng gã cũng lắc đầu, phản bác ngay. Thời bối nào rồi mà chị còn tin vào ma quỷ? Chắc do em nghĩ nhiều rồi đâm ra quan tưởng đó. Thầy bà gì, toàn lừa đảo lấy tiền đó. Trên TV đầy cả rồi kìa. Thế còn cái vết răng trên tay mày mà giải thích thế nào? Thì chắc là thằng cu Bi nhà em, nó cũng hay nghịch ngợm vậy mà. Bà Đào nghe vậy thì lắc đầu ngao ngán. Ơi, tao nói rồi đó, mày không nghe thì ráng mà chịu. Tới lúc đó ám nặng, không gỡ nổi thì đừng có mà khóc lóc. Nói xong bà hứ một cái rồi đứng dậy, ngoe ngoẩy về lại quầy cà phê của mình. Ngồi thêm một lát thì Cường nhận được cuộc gọi từ mấy người bạn rủ đi đánh bài, nên liền rời đi. Đến tối gã mới trở về, trông thấy căn nhà tối hù, Cường nhăn nhó. Cái thằng Bi này, ở nhà không bao giờ chịu bật đèn, nói bao nhiêu lần rồi. Vừa nói, Cường vừa gọi với sang nhà của ông Bách. Bi ơi, mày đâu rồi Bi? Ông Bách nghe gọi vội bước ra, đưa tay lên miệng, ra hiệu cho gã im lặng. Thằng Bi nó đang ngủ. Mày đi chơi về thì bé bé cái mồm thôi. Giờ cứ để nó ở đây, dắt về bển khéo lại không ngủ được. Cường hừ lạnh một tiếng
định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, vì gã biết không nên đôi co với bố mình lúc này. Đoạn gã phẩy tay. Thôi, bố muốn làm gì làm đi, tôi về ngủ đây. Bước vào trong nhà, cần khóa chốt cửa, rồi cứ thế bước về phía nhà vệ sinh, định tắm rồi mới đi ngủ. Nhưng khi đang tắm, thì bóng đèn trên đầu đột nhiên tắt ngấm, khiến gã khó chịu. Đèn với chả đốm, hở tí là chập giật. Nói rồi gã bước tới, thử đưa tay ấn vào cái công tắc vài cái xem sao. May thay đèn lại sáng, nên Cường quay trở lại với việc tắm táp của mình. Nhưng rồi khi nhìn vào tấm gương, gã chợt hóa đá khi nhận ra hình ảnh phản chiếu. Thế mà có đến hai người. Một người là bản thân gã, người còn lại không ai khác, chính là Kiên. Anh ta nhoẻn miệng cười. Cả người anh ta lúc này trắng bệch, miệng thì phì phò bọt mép, giống hệt bộ dáng đáng sợ trước khi chết. Cường quá sợ hãi hét lên một tiếng thất thanh rồi lao vụt ra bên ngoài. Bây giờ gã chẳng thèm quan tâm đến nhà cửa mà khoác vội bộ đồ rồi chạy như bay đến quán cà phê của bà Đào. Đến nơi, gã như phát điên, cuống cuồng đập cửa vừa liên tục gọi lớn. Bà Đào đang xem tivi trong nhà, nghe thấy thì giật mình. À, đứa nào đó, quán tối nay nghỉ bán rồi. Không, chị ơi em đây nè, Cường, Cường đây nè chị, mở cửa đi, gấp lắm. Lúc này thì bà Đào cũng nhận ra tiếng của Cường nên nhíu mày bước ra. Cái thằng này có chuyện gì mà đập cửa giờ này vậy? Cường chẳng nói chẳng rằng, vội lao vào như sợ hãi thứ gì. Sau một hồi trấn tĩnh, gã bắt đầu kể hết mọi chuyện lại cho bà Đào nghe. Nghe xong bà Đào nhăn mặt. Tao nói rồi mà mày không tin, giờ thì sáng mắt ra chưa? Em tin rồi, em tin rồi, chị giúp em chuyện này được không? Giúp thì tao không có giúp được, nhưng mà tao biết người có thể giúp. Vậy giờ mình đi luôn được không chị? Đi luôn à? Biết mấy giờ không mà đi luôn. Nhưng bây giờ về có một mình em sợ quá. Sợ thì sợ, nhưng mà giờ thầy bà nào giúp cho mày? Chịu khó một đêm đi, rồi mai tao dẫn mày đi tìm. Cường thở dài. Em cảm ơn chị, có gì mai em quay lại. Rời khỏi quán cà phê của bà Đào, Cường lọ mọ lái xe đi. Tất nhiên gã chẳng có đủ can đảm để trở về căn nhà hay là sang ở cùng ông Bách. Vì ở đó dù gì còn có bàn thờ của Kiên, vả lại không có chỗ nào để ngủ ngoài căn phòng bỏ trống của em trai. Chạy xe được một lúc, Cường quyết định chọn sòng bạc để làm nơi tá túc cho hết đêm nay. Cách này có vẻ hiệu quả khi ở đây có khá đông người. Vong hồn của Kiên sẽ khó để hiện ra hù dọa được nữa. Sáng hôm sau, Cường rời khỏi sòng bài với cặp mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ. Gã lại chạy đến quán của bà Đào. Hôm nay bà để cho đứa nhân viên trông coi hộ rồi cùng Cường đi tìm thầy Pháp trấn vong. Đến nơi, Cường thấy trước mặt mình là một căn nhà khá rộng. Bà Đào có vẻ đã tới đây nhiều lần nên tự nhiên đẩy cổng bước vào rồi cất tiếng. Thầy hai ơi! Từ bên trong, một người đàn ông bước ra, nở nụ cười tươi rói. Chà, bà Đào đây hả? Sao mới sáng đã tới rồi, xem bói à? Ờ không, con đưa một đứa em tới, nhờ thầy giúp cho nó với. Là cậu này à? Cường chưa kịp chào hỏi hay trình bày, thì ngay lập tức ông thầy đã phán. Cậu đang bị vong theo rồi đó, phải làm lễ giải hạn đi, không thể chậm trễ nữa. Không hoàn toàn tin tưởng, nhưng như người ta nói, có bệnh thì vái tứ phương. Cường gật đầu đồng ý ngay. Thế rồi buổi lễ cũng diễn ra ngay sau đó. Chừng hơn nửa giờ đồng hồ sau thì ông thầy gật gù ra vẻ hài lòng. À xong rồi. Xong rồi hả thầy? Sao nhanh vậy? Ông thầy trừng mắt càm ràm. Nhanh là bởi tài phép của ta cao siêu. Mày là người trần mắt thịt là làm sao mà hiểu được. Không, con không có ý đó. Chỉ là con tò mò chút thôi. Thôi, tà ma ta đã trấn yểm xong, là tính tới chuyện tiền nong đi chứ. Vâng, nhưng mà thầy đợi ít hôm, đợi con bán xong mảnh đất thì con sẽ hậu tạ thầy đầy đủ. Ơi, nhưng mà phải nhanh lên đấy. Vâng ạ, con biết rồi. Còn cái này nữa, mang về mà dán trước cửa nhà đi, lá còn lại thì nhét vào ví, luôn mang bên người.
Vừa nói, thầy hai vừa đưa ra hai lá bùa. Cường vui mừng nhận lấy, miệng không ngừng cảm ơn rối rít. Rời khỏi nhà thầy hai, Cường cũng chần chừ suy nghĩ lắm mới dám về nhà. Thằng Bi thì chắc đã được ông Bách đưa đi học rồi. Gã bước vào trong, đem lá bùa dán lên cánh cửa chính của căn nhà. Tuy vẫn còn hoang mang, nhưng Cường không còn đủ sức nữa. Gã mệt mỏi, bước về phòng rồi nằm vật xuống giường đánh một giấc. Có vẻ như lá bùa có hiệu nghiệm, bởi Cường ngủ tới tận chiều muộn mà không hề mộng mị gì. Nhờ vào giấc ngủ ấy mà tâm lý Cường có phần bình ổn. Gã bắt đầu tìm cách để lấy được mảnh đất của bố mình. Nghĩ là làm, Cường nhõm dậy khỏi giường, bước qua bên nhà của ông Bách. Đến nơi, gã nhận ra thằng cô Bi đang ngồi ở chiếc bàn ngoài phòng khách tập viết chữ. Nhìn thấy bố, nó vui mừng reo lên. Bố ơi, bố. Bé bé cái mồm, ông nội đâu? Nghe hỏi, thằng bé chỉ về phía cánh cửa phòng đang khóa kín của ông Bách. Cường gật gù ra hiệu cho con trai tiếp tục viết bài, rồi bước tới đưa tay lên gõ cửa. Bố, bố ơi. Không thấy ông cụ trả lời, gã lại cất tiếng. Bố ơi, bố ngủ à? Lần này bên trong phòng vọng ra tiếng trả lời của ông Bách. Sao đấy? À, không có gì, tôi qua hỏi thăm bố tí thôi. Cảm ơn bố đã chăm lo cho thằng Bi. Không có gì, mày đón nó về à? À, vâng, phải cho nó về để bố nghỉ ngơi chứ. Đi đi, nhớ khép cửa lại hộ tao. Cường định quay đi, nhưng chợt khựng lại, rồi xoay người, nói vọng vào. Ờ, tôi xin bố tí thời gian được không? Lại chuyện đất cát à? Tao đã bảo không là không, mày có nói nữa cũng vô ích thôi. Cường nghe vậy thì tức đến đỏ mặt. Nhưng đúng là gã không thể nào làm gì được vào lúc này, nên quay lưng đi, trút hết tức giận lên đầu con trai. Thằng này, mau đi về nhà. Từ giờ tao cấm mày sang đây đấy. Bố. Bố cái gì? Tao bảo mày không nghe à? Đứng lên. Về hay là ăn đòn? Thằng cu Bi mếu máo, vội thu dọn sách vở rồi chạy về. Cường vẫn đứng đó, đưa ánh mắt hằn học nhìn về phía căn phòng của ông Bách mà gằn giọng. Để tôi xem, ông giữ được đến bao giờ? Lát sau cho con trai ăn xong, Cường vì cơn buồn bực nên cứ ngồi dưới hiên nhà, vừa đốt thuốc vừa nhìn chằm chằm sang phía căn nhà của bố. Thái độ gay gắt của ông Bách khiến cho những hy vọng về việc bán được mảnh đất của Cường tan thành mây khói. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Cường giật mình nhận ra người đang gọi đến chính là chủ nợ. Chần chừ một lúc, gã nhấc máy. Alo. Lộ cái gì? Mày đã chuẩn bị tiền trả cho tao chưa? Vâng, em có rồi. Đúng ngày em sẽ chuyển. Với lại, nhà em mới có đám tang nên... Nhớ đấy, không có thì liệu cái thần hồn. Tao không cần biết tang tiếc gì cả. Mày lệch sống mà thì đừng có trách. Rồi rồi, em nhớ mà. Cuộc gọi kết thúc, Cường thấy cả người mình nặng trĩu, cứ như bị đá đè. Gã thở dài một hơi, cặp mắt lại hướng về phía căn nhà của ông Bách. Chẳng lẽ tôi phải xử lý luôn ông hay sao? Quả thật trong đầu gã đang nhen nhóm ý định muốn chấm dứt luôn mạng sống của ông Bách. Nhưng gã lại không biết làm sao, vì ông cụ xem ra vẫn còn minh mẫn, không dễ gì bị hại như Kiên được. Cứ ngồi như vậy cho đến tận khuya, Cường lọ mọ đi về phòng ngủ, với hy vọng sáng mai sẽ có cách để cải thiện tình hình. Mới sáng tinh mơ, tiếng gọi réo của thằng cu Bi đã kéo Cường ra khỏi giấc ngủ. Gã nhíu mày gắt lên. Cái gì đấy? Mới sáng sớm, hôm nay thứ bảy, mày cũng đâu có đi học. À, không phải, bố ơi, hình như ông nội bị ốm thì phải á. Sao, bị ốm à? Vâng, con mới sang thăm, thấy ông nội ho nhiều lắm, ông còn than lạnh, rồi run cả tay nữa. Cậu nghe vậy thì tò mò, lập tức nhẩm dậy, chạy sang để kiểm tra. Và đúng như lời thằng cu Bi nói, chưa vào tới nơi, gã đã nghe thấy tiếng ho khan của ông cụ vọng lại. Bố,
Bố làm sao đây? Bố ốm à? Cường bước vào vừa hỏi, vừa hướng mắt nhìn về phía chiếc ghế tựa trong gian phòng khách. Ông Bách đang ngồi ở đó, sắc mặt xanh xao nhợt nhạt. Tao nóng lạnh quá, chắc sốt rồi. Bố đang uống thuốc men gì chưa? Hay để tôi đi mua thuốc cho bố. Không cần đâu. Mày đừng có làm như vậy. Để thuyết phục tao bán đất. Tao không có đồng ý đâu. Khỏi mất công. Ơ kìa, bố sao đây? Cứ suốt ngày nói mấy cái chuyện này. Tôi lo cho bố không được sao? Cứ ngồi đấy đi. Tôi đi mua cháo với thuốc cho. Dứt câu, Cường quay lưng rời đi, kèm theo một nụ cười nhẹ. Bởi gã biết cơ hội đã đến rồi. Cuối ngày hôm ấy, Cường trở về với một túi ni lông đen. Thằng cu Bi thấy về thì tưởng bố mua quà cho mình nên vui vẻ chạy tới. Bố mua bánh cho con hả? Bánh cái gì mà bánh, tránh ra chỗ khác. Nói rồi gã mở cửa phòng, bước thẳng vào trong. Và không quá khó để đoán được, bên trong cái túi vẫn là một ít bã chó. Có lẽ gã ta quyết định muốn cho bố mình hóa thân nhân vật chính trong chuyện Lão Hạc. Vì quá đau khổ sau cái chết của con trai, nên ông mới chấm dứt mạng sống của mình. Cái lý do này có vẻ cũng khá hợp lý, khi mà không ít lần Cường nghe lén cuộc nói chuyện của ông Bách với mấy người hàng xóm. Ông bảo rằng thằng Kiên mất đi, thì ông cũng chẳng thiết sống để làm gì. Nhìn chiếc túi ni lông trên tay, gã nhoẻn miệng cười. Bố nhớ thằng Kiên lắm rồi. Để đó đi, tôi cho bố xuống gặp nó. Sáng sớm hôm sau, Cường đã đứng trước cửa nhà ông Bách mà gọi cửa. Phải mất một lúc, ông mới lò dò bước ra. Lại có chuyện gì nữa đây? Không có gì, tôi sang thăm bố thôi. Bố đã khỏe chưa? Cũng khỏe rồi. Cảm ơn lòng tốt của mày. Ơi, lại bắt đầu rồi đấy. Bố nằm ngủ thêm đi, tôi thấy còn chưa khỏe lắm đâu. Thôi, hôm nay là 7 ngày của thằng Kiên, tao phải nấu mâm cơm để cúng cho nó. Bố cứ để đấy đi, tôi làm cho. Mày làm được hả? Mấy việc con này thì khó khăn cái gì. Vừa nói, Cường vừa dục. Thôi, bố đi vào trong phòng nghỉ ngơi đi, để đấy tôi làm cho. Nghe cũng xuôi tai, ông Bách gật gù rồi bước về cửa phòng. Ở bên ngoài, Cường lọ mọ tiến xuống nhà bếp. Mâm cơm cúng khá đơn giản, gồm 3 bát cơm in, rau xào, đậu hũ chiên, tất cả đều là đồ chay. Trong lúc chờ đợi nồi cơm chín, Cường bắt tay vào chế biến món ăn quan trọng nhất của mình. Đó là một bát cháo thịt bằm, kèm theo đó là chỗ bã chó mới mua hôm qua được trộn vào. Chỉ một lát sau, Cường mang bát cháo lên, đứng trước cửa phòng ông Bách. Một lúc sau, ông cụ đi ra. Cơn sốt làm cho cặp mắt ông lờ đờ, đỏ ửng. Nấu cơm cũng chưa. Xong rồi, giờ chỉ cần bay lên bàn thờ nữa thôi. Tôi nấu cho bố bát cháo. Bố ăn đi, còn uống thuốc. Thôi, tao không ăn đâu. Phải ăn đi, rồi mới uống thuốc được chứ. Bố thường nói với thằng Bi như vậy mà. Giờ lại không làm hả? Nó mà biết được, thì sau này nó không nghe lời bố nữa đâu. Nghe tới đây, ông Bách cũng đành gật đầu, ngồi xuống chiếc bàn ngoài phòng khách. Đây nè, bố ăn đi. Ông Bách ngạc nhiên. Sao ở trong nhà mà mày mang bao tay làm gì? Trời lạnh thế này thì phải mang bao tay. Với lại tôi vô tình cắt trúng tay mình. Giờ đẩy trần ra, dính nước thì nó rát lắm. Dao cắt hả? Để đó đi, tao lấy cồn tao sát trùng cho. Thôi thôi, bố cứ ngồi yên đấy đi, tôi lo được. Ông cụ gật gù, rồi múc một muỗng cháo đưa lên miệng. Ngay lập tức ông nhăn mặt. Sao đắng thế này? Đắng hả? Cháo thịt bằm thôi mà có gì đắng? Chắc nhiều khi bố ốm nên đắng miệng đó, ráng ăn vô đi. Ông cụ Bách im lặng, tiếp tục húp thêm 2-3 muỗng cháo nữa. Và rồi đến muỗng thứ 5, ông bất ngờ khựng lại, thả luôn chiếc muỗng xuống đất. Dùng hai tay ôm lấy cổ họng mình. Rồi ông cố gắng móc họng để nôn ra thứ mình vừa ăn,
nhưng đã muộn. Ông nhanh chóng thấy tim mình thắt lại, mắt hoa đi. Còn Cường thì đã bước tới gần hơn, đứng ngay trước mặt, lạnh giọng nói. Bố bảo muốn gặp thằng Kiên lắm mà. Giờ tôi cho bố đi gặp đó. Đi mạnh giỏi nha. Cường nhếch mép, nở một nụ cười đầy nham hiểm. Còn ông Bách thì bắt đầu trợn ngược mắt, sùi bọt ra từ hai bên mép, giống hệt như Kiên trước lúc chết. Đợi cho ông Bách không còn cử động được nữa, Cường mới bước xuống dưới bếp, lọ mọ mang đống đồ cúng đặt lên bàn thờ của Kiên. Gã lúc này chẳng khác nào một con quỷ, khi ngang nhiên thắp hương, như thể không có gì xảy ra. Xong xuôi, Cường kiểm tra lại lần nữa, xem thử mình có bỏ sót dấu vết cá nhân nào tại hiện trường hay không, rồi cứ như thế rời đi. Về đến nhà, thằng Cu Bi vẫn còn ở trên giường. Cường ngã lưng nằm xuống, ôm lấy con trai, rồi nghêu ngao hát, ra vẻ yêu đời. Chẳng biết qua bao lâu, khi Cường đang thiêu thiêu ngủ, thì những tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, kèm theo tiếng gọi thất thanh của một người phụ nữ. Tiếng đập cửa làm cho Cường giật mình. Gã đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Bây giờ là 10 giờ kém, tức là gần 3 giờ đồng hồ, kể từ sau hành vi tội ác của gã. Ai đó? Tao, dì Năm đây nè Cường ơi. Cường nhận ra được đối phương là một trong những người hàng xóm của mình, nên vội chạy ra. Dì Năm à, có chuyện gì không? Mày mau chạy sang nhà, xem bố mày kia kìa. Hình như ổng ăn phải bả chó chết rồi. Sao? Cường nghe xong thì vờ như hốt hoảng, lập tức chạy như bay sang, thậm chí còn không kịp mang cả dép. Đến nơi, gã đã thấy một nhóm người đứng ở đó, vẫn là cái hiện trường như trước khi gã rời đi. Cường ú ớ, bắt đầu vai diễn của mình một cách hết sức nhập tâm. Thấy gã gào khóc đau xót, tất nhiên chẳng ai có nghi ngờ. Phía công an cũng đến, nhưng sau khi tìm kiếm không thấy dấu vết nào khả nghi, thì họ cũng không điều tra thêm, để cho Cường lo ma chay mai táng. Cứ thế, kế hoạch của gã diễn ra thành công trong êm thấm, không một chút biến cố nào đi chệch hướng. Tang lễ của ông Bách diễn ra có phần khá chóng vánh. Cường lấy lý do không xem được ngày, nhưng cái chính là vì gã muốn chiếm được căn nhà rồi bán nó nhanh nhất có thể. Phía bên chủ nợ thấy nhà có tang nên cũng đồng ý nới thời hạn trả nợ. Chiều nay, sau cái lễ của mấy ông sư trên chùa mà Cường mời đến, quan tài của ông Bách được khuân ra nghĩa trang ngoài đồng. Nhưng khi ra tới nơi thì mọi người đều giật mình, bởi cái huyệt vừa mới đào lúc sáng, giờ đã có một con rắn lớn chui vào, nằm cuộn tròn ở dưới. Thấy kích cỡ và màu sắc kỳ lạ của nó, mấy người bên đội mai táng không dám manh động vì sợ đấy là rắn độc. Cường sốt sắng, gã lầm bầm chửi. Đàn ông đàn an mà sợ cái gì không biết, mồi nhậu đấy mấy ông. Sau câu nói, gã vớ lấy một chiếc xẻng ở gần đó, rồi đứng trên miệng huyệt, đâm thẳng xuống. Con rắn tuy lớn, nhưng trước đòn tấn công của Cường thì nó nhanh chóng trở thành hai khúc, với phần đầu bị tách lìa. Ông sư đứng bên cạnh, thấy vậy hoảng hốt nói. Trời đất ơi, cái cậu này, tôi tưởng cậu đuổi nó đi, chứ sao lại sát sinh ngay trong huyệt mộ thế này. Ôi trời đất ơi, có cách gì mà sợ. Phú quý sinh lễ nghĩa, bố tôi lúc sinh thời thích ăn cháo rắn, nên giờ tôi coi tôi tế cho ông ấy được bữa rắn ngon lành trước khi hạ huyệt thì có gì sai. Thấy thái độ ngông nghênh của Cường, ông sư chỉ biết lắc đầu, chẳng thèm nói nữa. Làm xong lễ hạ huyệt, mọi người ai về nhà nấy, còn riêng Cường và đám chiến hữu mình mang luôn hai khúc của con rắn về nhà để làm một bữa giải sầu. 8 giờ tối, dưới mái hiên nhà của Cường có gần chục người ngồi quay quần bên cái nồi lẩu rắn. Trong số đó có cả Phúc, tại hắn cầm chén rượu đầy, nâng lên rồi thì thầm. Cường à, mấy hôm nay tao thấy lương tâm mình cắn rứt quá, vì tao mà mày mang nợ, còn gặp phải mất mát tang thương thế này. Mày cho tao xin lỗi nha. Ôi giàu ơi, có cái gì đâu mà xin lỗi. Coi như tao xui, thắng thua là chuyện bình thường. Cờ bạc tao còn thua thì nói gì làm ăn đầu tư. Thế sắp tới mày có phương hướng nào để giải quyết chỗ nợ ấy không? Tao cũng chưa biết nữa. Chắc có khi tao bỏ xứ đi làm ăn. Cái thằng này tự dưng lại bỏ xứ, mày còn thằng Bi nữa, chứ phải một mình đâu. Nhưng mà tao bí quá rồi. Cứ bình tĩnh đi,
Tao thấy bác Bách với thằng Kiên cũng mất. Giờ căn nhà với mảnh vườn kia có ai trông nom đâu. Mày cứ bán quách lấy tiền trả nợ, đằng nào trả thuộc về mày. Làm vậy thì sao được? Bố tao mới mất mà bây giờ lại bán đất. Tao sợ người ta dị nghị lắm. Yên tâm đi, còn không thì mày mang giấy tờ đi thế chấp ngân hàng. Sau đợi giãn thời gian rồi bán cũng chưa muộn. Đúng đó, tao thấy thằng Phúc nói đúng đó. Tất thảy mọi người trên bàn nhậu đều đồng loạt hưởng ứng. Thực ra thì Cường đã chờ đợi câu nói này từ lâu lắm rồi. Nhưng gã cũng phải diễn cho hết vai. Nốc cạn chén rượu đầy, gã chép miệng. Thôi để đó tính sau đi. Tao cảm ơn anh em đã nghĩ cho tao. Còn giờ cứ uống đi. Đêm nay á, tao muốn say thật say. Rồi, cái này thì bọn tao giúp mày được. Cuộc nhậu kéo dài đến nửa đêm thì tàn. Cường say quá nên cũng chả buồn dọn dẹp. Gã tiễn đám chiến hữu về thì bước thẳng vào trong nhà. Thằng cu Bi lúc này đã ngủ say. Cường nhìn nó lè nhè nói. Mày ráng học nha con. Sau này nuôi bố nữa. Nói dứt câu, gã nằm xuống bên cạnh con trai rồi cứ thế chìm luôn vào giấc. Trong cơn mê man, Cường nhận ra hình như có bóng người loáng thoáng xuất hiện ở trong phòng. Nhưng khi gã muốn thức dậy để xem thử đó là ai thì lại không thể. Sáng hôm sau, Cường choáng váng thức dậy, gã nhăn nhó chửi như thường ngày. Mẹ nói chứ, uống phải rượu đểu, đầu đầu quá. Vậy mà bà bán rượu cứ bảo là loại thượng hạng. Chắc pha ngập cồn chứ thượng hạng cái chó gì. Nằm nghỉ ngơi thêm chút nữa, gã cũng nhõm dậy vì sáng nay còn phải mang giấy tờ mảnh đất đi công chứng sang nhượng. Ra tới bên ngoài, Cường cất tiếng gọi. Bi, mày đâu rồi con? Không có ai trả lời. Nhìn thấy bãi chiến trường từ cuộc nhậu đêm qua còn để lại, Cường lẩm nhẩm. Là phải dọn hả? Làm biến quá. Mà cái thằng Bi đi đâu rồi nhỉ? Gọi mãi không thấy trả lời là sao? Vừa bước ra tới bên ngoài, gã trông thấy thằng Bi. Nhưng có điều nó đang đứng bên cạnh hàng rào, miệng thì thầm như đang nói chuyện với ai đó. Bi, mày đứng ngoài đó làm gì vậy? Lạ thay, dù gã gọi rất lớn nhưng thằng bé vẫn đứng yên không chút phản hồi. Sẵn cơn bực bội trong người, gã bước ra định phang cho nó một phát vào mông. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì gã đã khựng lại, bởi vì lúc này gã nghe được câu nói từ con trai mình. Ông nội đừng buồn, để con sang chơi với ông nội nha. Câu nói này khiến cho Cường giật mình. Gã kéo con trai về sau hỏi dồn. Bi, mày nói gì đấy? Thằng Bi lúc này giật nảy lên một cái rồi mở to cặp mắt tròn xoe. Ủa, bố, có chuyện gì vậy bố? Tao hỏi mày mới đúng đó. Mày nói nhăn nói cội gì vậy? Con không có, con đang ngủ mà. Ngủ gì ngoài này, mày điên hả? Mau bước vô trong kia cho bố. Thằng bé vâng dạ rồi lon ton chạy tót vào nhà. Nhìn theo bóng con, Cường bất giác hướng ánh mắt về căn nhà của ông Bách, vẻ e dè. Tính ra từ lúc chôn cất ông đến giờ, gã chỉ đặt cái di ảnh lên bàn thờ rồi rời đi, chứ không hương khói gì cả. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ gã chẳng có hứng thú sang đó thắp hương. Nhớ tới việc mình cần làm, Cường lọ mọ dọn dẹp đống đồ nhậu dưới mái hiên, rồi tiến hành mang giấy tờ đất đai đi làm thủ tục sang nhượng. Xế chiều, Cường trở về với vẻ mặt đầy hứng khởi, bởi giấy tờ đã được hoàn tất. Trước mắt gã sẽ thế chấp ngân hàng lấy tiền trả nợ. Chưa hết, cái bàn thờ của ông Bách và Kiên sẽ được chuyển lên chùa để gã khỏi bận tâm. Rảo bước vào trong khoảng sân, Cường nhíu mày nhận ra nhà cửa không được mở đèn. Như mọi khi, việc đầu tiên gã làm là gọi lớn tên con trai. Bi, mày làm cái gì mà không chịu mở đèn lên vậy con? Không thấy con trai trả lời, Cường bước thẳng vào trong. Tuy nhiên kiểm tra phòng khách, phòng ngủ và cả nhà vệ sinh cũng chẳng tìm được cô cậu. Gã chép miệng lầm bầm. Cái thằng này chắc lại la cả ở đâu nữa rồi. Bước ra ngoài sân, Cường gọi lớn một lần nữa, nhưng vẫn không thấy con đâu. Cường lọ mọ sang nhà hàng xóm, nơi thằng cu Bi vẫn thường hay chơi với đám bạn cùng trang lứa, nhưng cũng không thấy. Thậm chí gã còn nghĩ tới viễn cảnh thằng bé bị lạc, nên vội vã chạy về nhà để lấy xe đi tìm. Nhưng vừa về đến trước cổng thì ánh mắt Cường bất giác nhìn về phía căn nhà của bố. Tức thì gã khựng lại.
bởi ánh mắt vừa nhìn thấy thằng Kobe đang ở bên trong ấy. Thằng bé dường như đang đứng ngay bên cái bàn thờ của ông Bách. Nhưng làm sao có thể, khi cánh cửa chính của căn nhà đã được khóa lại từ hôm qua, thì thằng bé làm sao vào được? Hoang mang cực độ, Cường chạy ào vào trong sân và nhận thấy đúng là Kobe đang ở bên trong ấy. Thậm chí nó còn đang thắp hương lên bàn thờ cho ông Bách và Kiên. Bi, mày làm gì vậy? Nói rồi Cường vội tìm chìa khóa để mở cửa. Do đang khá hoảng loạn nên gã nhất thời không thể nhanh tay được. Phải mất một lúc lâu thì cánh cửa nhà mới hé mở. Nhưng lạ thay, bây giờ Cường lại không thấy con trai mình đâu. Để tiện cho việc quan sát, gã mở công tắc đèn. Ánh sáng tràn ngập xung quanh, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Chẳng có bóng dáng thằng Kobe đâu. Chưa hết, hai cái bàn thờ lúc này cũng nguội lạnh, không có hương khói gì cả. Ngay lúc ấy, cánh cửa nhà đột nhiên đóng sầm lại, khiến Cường giật mình. Gã vội đưa tay đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cánh cửa đã bị khóa. Đang không biết phải làm sao, thì ánh đèn lúc này cũng tắt ngấm. Cường trợn trừng hai mắt, cố gắng định hình được chuyện gì đã diễn ra. Và rồi một thứ âm thanh nghe như thể tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên. Cái âm thanh ấy cứ quanh quẩn trong đầu Cường, khiến gã khó chịu. Gã nghiến răng quát lớn. Ai đó? Tao không đùa đâu, mau ra đây. Là mày hả Bi? Đáp lại câu hỏi đó của gã là một tràng ho khan quen thuộc. Giờ thì Cường đã nhận ra đây chính là tiếng ho của bố mình, người vừa mới chết cách đây 2 ngày. Quá sợ hãi, Cường không còn đủ bình tĩnh nữa. Gã lập tức dùng toàn bộ sức lực để tông cửa rồi bỏ chạy ra ngoài. Biết thứ mình vừa gặp chẳng phải là ảo giác, mà chính là vong hồn ông Bách về đòi mạng, giống như cái cách Kiên đã hiện về lần trước. Không chần chừ, Cường leo lên xe, lái thẳng tới nhà ông thầy hai để xin sự trợ giúp. Đến nơi thì ông ta cũng vừa hay đi công việc về. Cường xuống xe, hớt hải nói. Thầy ơi, thầy cứu con với. Dòng nó lại theo con rồi thầy. Cái gì, dòng nào nữa? Hôm trước ta đã yểm rồi cơ mà. Không, là một dòng khác, dòng của bố con. Ừ, cái cậu này, hết em trai rồi tới bố. Lúc họ còn sống, cậu đối xử tệ lắm hay sao? Mà cứ chết là theo ám cậu vậy. Thầy làm ơn giúp con đi mà. Thôi được rồi, đợi tôi một chút đi. Nhưng mà cái giá hơi cao đó, chứ không giống như lần trước đâu. Được rồi, thầy cứ giúp con đi, tiền bạc không thành vấn đề. Lát sau, một cái bàn lễ được bày biện ra. Thầy hai cầm kiếm múa may bắt ấn đọc thần chú. Nhưng mọi việc lại không suôn sẻ như lần trước. Ông thầy bất ngờ bị hất văng về sau, mồm há hốc, hai tay chộp lấy cổ họng mình, cứ như thể có ai đó đang ra sức siết chặt. Thầy ơi, thầy bị làm sao vậy? Thầy ơi, quỷ to rồi, dòng này là dòng quỷ, mạnh quá. Dứt câu, ông thầy đổ vật ra nền đất ngất liệm đi. Thấy không ổn, lại sợ liên lụy, Cường tức tốc rời khỏi nhà thầy hai. Trong đầu gã lúc này đang hoang mang cực độ. Thậm chí Cường còn nghĩ sẽ bán hết mọi thứ rồi cùng con trai bỏ xứ đi lánh nạn. Nhưng vừa về đến nhà, đập vào mắt gã là cảnh tượng gần chục người mặc cảnh phục đang đứng lố nhố bên trong. Nhận ra gã, một người bước tới dõng dạc nói: Chào anh có phải là Nguyễn Mạnh Cường, chủ nhà này không? Ờ, vâng, đúng rồi, các anh tới nhà tôi làm gì vậy? Hiện tại có người tố giác anh liên quan đến 2 vụ án mạng, nên chúng tôi muốn mời anh về trụ sở để kiểm tra. Các người bị điên hả? Tôi không đi đâu hết, tôi... Dứt câu, Cường định quay xe bỏ chạy, nhưng làm sao nhanh bằng người công an có nghiệp vụ kia. Kết quả gã bị khống chế rồi áp giải về đồn trước ánh mắt săm soi của bàn dân thiên hạ. Tại đây, Cường biết được thì ra lúc chiều bà Năm hàng xóm có sang chơi và vô tình nghe được cô Bi kể lại chuyện nó vô tình thấy bố mình bỏ thứ gì đó vào nồi cháo của ông nội. Bà Năm nghe xong thì thấy có gì đó không đúng, bà tức tốc bế thằng bé lên đồn công an để tố giác. Ban đầu Cường một mực chối tội, bảo là lời của trẻ con không đáng tin. Tuy nhiên khi phía công an bắt được tên thọt chân đã bán bả chó cho gã thì đúng là không còn lý lẽ gì để biện hộ nữa. Ngay sau đó, tin tức Cường là thủ phạm gây ra cái chết cho bố và em trai của mình đã lan ra, khiến cho cái xóm nhỏ một phen rúng động. Người thì bàng hoàng sợ hãi,
người thì gièm pha mắng nhiếc không thôi. Cái loại này phải đem đi tử hình trăm ngàn lần mới hết tội được đó. Thế nhưng không cần phải đợi đến lúc bản án tử hình được thực thi thì Cường đã cắn lưỡi chết trong trại giam. Nghe những gì phía công an kể lại, phút cuối đời, gã luôn miệng thều thào xin ai đó tha mạng cho mình. Một thời gian sau thì Ngọc cũng về Việt Nam, nhưng cô không dám ở trong căn nhà tội lỗi ấy. Cô bán hết tất cả rồi cùng cô Bi bỏ đi biệt xứ. Quý vị vừa nghe xong tập truyện ngắn Quả Báo Nhãn Tiền, tác giả Minh Hoàng. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé.